Chào mừng các bạn đến với New Game Play Channel. Nay mình sẽ chơi 8 game, review 8 game cho các bạn. Ok. Start a game. Let's pop one. Ok, bỏ qua lại ISO các bạn. Chúng ta thôi được ở đây nhé. Run. Run. Ok, sang map tiếp theo là map 3 nha các bạn. Labyrinth. Ok, chúng ta sẽ qua tựa game tiếp theo, tựa game Death Park 2. Ah!
Lấy khẩu súng luôn. Lấy chìa khóa nữa rồi. Ok, chúng ta sẽ nhặt thêm một ít đạn nữa. Mình sẽ cứu này. Oh shit. No. Ok, chúng ta chuyển qua tựa game tiếp theo, tựa game Evil Nun. Thank you.
lên trên đấu điện nha các bạn. Oh my gosh. Wow. Bé nhanh thực sự. Ok, chui vào trong cái lấy hộp cookie này. Nha, chúng ta lấy được hộp cookie nhá. Giờ mình sẽ đi lên tầng trên. Vứt hồn mày xuống. Mong là bé không ở gần đây. Để lấy cái chìa khóa. Thoát ra khỏi đây nhớ các bạn. Chạy. Chạy ra khỏi đây rồi. Yeah, perfect. Ok. Đến tựa game tiếp theo. Tựa game Evinanchu. Và đi qua mình sau. Ôi dồi ôi.
Ngũ hồn. Xong. Ok, chúng ta đến với tựa game tiếp theo, tựa game The Baby in Yellow. Ok, con game này mình sẽ chơi từ D1 đến chỉnh tiếng lên một chút đâu nhỉ. Ok, let's go. Ôi nó đâu rồi? Ok, cho nó đi ngủ nha các bạn. Ơ thằng cu đâu rồi? Đây, chúng ta ở dưới thư giãn nhé. Tiếp tục đêm thứ hai nha các bạn. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục đêm thứ hai trông trẻ. Okay, mình sẽ cần những cái màn một chút nhé. Ok, let's go. Ôi. Cái bình sữa đâu ta? Đây đây đây. Ok, giờ chúng ta sẽ mang đi thầy tẻ. Oh my god, đúng lại xem nào. Đọc truyện cho nghe.
Tiếp tục điểm 3. Oh my gosh. Ôi trời ơi. Ây da. Ôi ơi. Cú hồn. Oh no. Ok, xong rồi sửa vào tựa game tiếp theo. Để tựa game tiếp theo chúng ta còn game Mr. Mitsu. Ok, má bòn nha các bạn. Okay, let's go.
khóa và tắt tài khoản đi. I can't believe it. I can finally get out of this place. I need to find help. Yes.